Thời điểm đó là em đang độc thân và em cũng không có nhu cầu muốn có bạn trai hay gì hết. Bạn chồng lúc thời điểm đó là em có bị xao xuyến không? Dạ không. Đi nói với anh là không gọi được cho em, không biết em có bị gì không, kêu anh phải gọi cho em. Kêu ủa em đâu bị gì đâu, tại em đi coi phim. Trời ơi, đúng là nam thanh nữ tú ha. Dạ. Em nói thiệt với chị Vân nha, hôm nay là em gặp lại một người đã từng là thí sinh của em. Hồi trước là em làm giám khảo trong một cái chương trình tuổi teen. Cô ấy còn rất teen và đó chính là cô dâu. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Nếu như anh Thuận nói thì trước đó em cũng đã gặp và biết anh cũng phải 8 năm rồi. Đó, em giới thiệu về mình luôn đi. Em là Minh Trang, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại là em đang kinh doanh về thời trang. Em có một cửa hàng váy cưới và một cửa hàng về thời trang nữ. Như vậy là năm 19 tuổi là em gặp anh Quốc Thuận đúng không? Dạ đúng là rồi. Để tuyển vô diễn viên hả? Diễn viên. Mời em. Dạ em chào anh Thuận với chị. Em là Hoàng Duy. Hiện tại em đang công tác tại đoạn bay 919 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Em năm nay 33 tuổi. Phi công đó chị. Vậy là Duy trẻ quá ha. Thế là Duy lái... Dạ em ở trong ngành đến nay cũng gần 10 năm. Em hiện tại đang là cơ trưởng của máy bay 321 của Vietnam Airlines. Dạ. Với lại em cũng xin giới thiệu thêm một chút. Cặp đôi này cũng rất là hot trên mạng xã hội. Cô hot girl và anh chàng phi công. Cũng trai, tài năng. Chắc có lẽ là cái mối lương duyên của các em lần đầu tiên đó là hai em gặp nhau, theo anh đoán nha, là gặp nhau ở tại sân bay hoặc là gặp nhau trên một cái chuyến bay. Ví dụ như là đang đi cái rớt cái món đồ, cái đầu cái tự nhiên cái quay lại thì có một chàng slow motion đấy, slow motion này tới vừa quay vừa khom xuống, cái chàng trai này đã lụm lên mà đưa lên vô. Xong rồi nhìn nè, nhìn chạm tay. Xét đánh phăng. Vì mình nghề nghiệp á. Vì em mình drama quá. Dạ. Nói chung là cũng như một câu chuyện sét đánh. Ngày hôm đó là em book vé đi Đà Nẵng. Thì lúc đó em đang ngồi trong terminal để chờ để được lên máy bay. Thì cái thời điểm đó là em đang tập làm vlog. Mà tính em thì kiểu em rất là ngại cầm camera đi ở ngoài đường, nhiều người nhìn mình á. Ngày hôm đó em kiếm một cái chỗ mà ít người qua lại để em ngồi. Trong lúc em đợi thì em cũng quay, em tự nói này kia. Thì anh này sao á, anh đi ngang qua, anh có cái lối đi của phi công, anh không đi, anh đi cái lối ở ngoài. Thì em cũng biết lý do sao. Thì anh nhìn thấy em. Trước đó thì là tụi em hình như là có fan Facebook với nhau 3-4 năm trước gì đó, nhưng mà không có tương tác. Nhưng mà chắc là anh vẫn nhớ em trên Facebook. Thì anh thấy, thì cái lúc đó em cũng vẫn đi lên chuyến bay. Xong rồi em cũng đáp Đà Nẵng. Em thường hay quay story trên Instagram á. Thì anh này ảnh rạp cái story đó của em. Kiểu là hình như em... mới bay chuyến bay của anh. Thì mình thấy thì lạ, nhắn thì mình cũng xin, chưa trả lời. Ảnh nhắn tiếp là em mặc áo đó, giày đó, rồi đen đi cầm cái đó như vậy đúng không? Cái em kêu là à vậy là chắc là thấy mình thiệt. Vậy là lúc mà Duy không đi lối đi của phi công á, mà Duy đi lối đi ở ngoài là lý do tại sao? Cái đó cũng là một sự vô tình thôi, là em đi ngang qua. Trang ngồi ở một cái chỗ mà cũng không có người khác ngồi, nên thành ra khi em nhìn thấy thì em cũng để ý. Và em cũng có trí nhớ khá tốt nên là em mới nhớ được những cái chi tiết như vậy. Trước cô Covid thì không đeo khẩu trang thì mới nhận ra, chứ còn bây giờ mà đeo khẩu trang thì chắc là không ở đây rồi. Sau khi mà xem cái story đó, comment qua lại thì chắc chắn là bạn đã có ý coi như là tấn công cô gái này rồi đúng không? Dạ thì cảm tình ban đầu thì chỉ là qua cái vẻ bề ngoài thôi, chứ mình chưa biết thực sự là như thế nào. Mình cũng thanh niên độc thân thì cũng chẳng có lý do tại sao mình lại không thử. Đó là em độc thân. Chắc chắn là Trang cũng sẽ qua Facebook cá nhân của ảnh để mà Trang xem, để mà theo dõi coi cái chàng trai này là đang trong tình trạng nào. Có đúng vậy không? Thời điểm đó là em đang độc thân và em cũng không có nhu cầu muốn có bạn trai hay gì hết. Tức là em chỉ đang tập trung làm việc. Và thời điểm đó khi mà em book vé em đi Đà Nẵng là do em bị hơi stress về công việc nhiều quá. Nên là em muốn đi để thư giãn đầu óc một tuần. Thì cái thời điểm đó thì ảnh nhắn tin thì em cũng có qua lại cái Insta em xem là ai. Thì mình thấy là mình cũng nhớ ra là hình như là có friends Facebook. Nhưng mà tụi em không có tương tác với nhau trước đó hết. Khi em đọc comment là em phải coi lại cái trang cá nhân đúng không? Dạ. Thì khi mà em thấy cái nhan sắc của bạn chồng lúc thời điểm đó là em có bị xao xuyến không? Dạ không, dạ không. Em thấy anh này á, thời điểm đó lúc nào cũng hay chụp hình với cháu. Mà kiểu là dưới comment á, thì em đọc là hay kiểu tự nhận là con mình. Sau em nghĩ là chắc... mình độc thân, mình thấy một người kiểu ẩm lúc nào ẩm con, chụp hình với con thì em thấy chắc là không có thể nào có gia đình rồi. Dạ. Nên là cái thời điểm mà tụi em, ảnh nhắn cho em bên Insta thì em cũng không follow, mà hình như để là tài khoản private. Em cũng không có nhìn thấy được cái nội dung bên trong là gì, em chỉ thấy một cái avatar mà avatar để cũng không rõ hình nữa. Mà còn Duy thì sao? Em nhìn cái hình nền của bạn này em có xao xuyến không? Dạ thì giống như em nói ngay từ đầu thì đương nhiên là ngay cái người đàn ông mà yêu bằng mắt trước mà chắc chắn là phải xao xuyến rồi. Thì đương nhiên mình phải có cảm xúc thì mình mới dành thời gian ra rồi mình nhắn tin, chứ còn em là một người khá là lười nhắn tin. Làm sao để em có thể gặp Trang ngoài đời? Nó có khó khăn không? Nó có vất vả không? Em cũng có công việc của em vào thời điểm đó. Trở lại một vài năm trước thì thời điểm đó phi công về hàng không mình rất là bận. Đa số là sẽ nhắn tin nói chuyện, hẹn nhau đi ăn, đi ra ngoài gặp. Em nhớ là em từ chối 2 lần. Đến lần thứ 3 thì em thấy là người ta thật sự là muốn gặp thì phải lì chứ đúng không Duy? Dạ đúng rồi. Lúc đó em đồng ý. Đầu tiên tụi em gặp nhau ngoài đời thì cảm xúc của em về anh Duy sao nè? Thời điểm đó em nghĩ là anh này có gia đình rồi, tại vì sinh năm 88 đối với em là cũng ấy. Lúc đó em đi gặp ảnh với một cái tâm thế gọi là xem như là một người bạn mới, chứ em không có nghĩ là em đi hẹn hò. Nhưng mà khi mà em gặp á, thì em gặp anh này em thành thật sao thì em thấy ảnh cũng đáp lại những cái mà nó cũng thật. Nhưng mà làm sao để mà em có thể biết được rằng là ảnh là trai độc thân, chưa có con cái gì cả? Em có hỏi thẳng không? Dạ, có hỏi thẳng. Lúc đây có hỏi. Có hỏi không? Có thể là hỏi mắc mé rồi sao? À không, em hỏi thẳng. Chị là hỏi thẳng luôn á. Có thì mắc mé chứ cho mệt. Và lúc đó gì sao vậy? Lần đầu gặp Trang thì Trang cũng rất là đơn giản và đúng giờ, như vậy là em thích. Tại vì công việc của em yêu cầu đúng giờ thì em thích đúng giờ. Từ lúc mà chúng ta uống cà phê cho đến lúc mà hai bạn chính thức là yêu nhau thì là bao lâu? Giờ nó thời gian nó khoảng, nếu theo em nhớ thì nó có khoảng 3 tuần. Lâu ạ. Lâu quá. Lâu ạ. 3 tuần chưa tới tháng nha. Ừ. Mà 3 tuần đó là chắc là ảnh đi bay đâu cũng 2 tuần mấy á. Ừ. Đúng không? Đúng không Duy? Dạ. Nó tỏ tình gì với em không? À, dạ không, chồng em á, ảnh là tiếp người rất là thực tế. Sau anh gặp em cũng thực tế với Trang vậy. Sau đó là anh này nhắn tin cho em, cho anh cơ hội được tìm hiểu em nha. Thì nếu như mà là em của mấy năm trước đó, kiểu tuổi teen đó, thì em không thích ai mà nhắn tin cho em gì đâu, muốn nói gì phải nói trước mặt. Thì thời điểm đó em thấy là cũng lớn rồi, cũng nghiêm túc, thì người ta nhắn một cái tin vậy thì coi như là người ta cũng đã có ý với mình. Thì em đồng ý cái tin nhắn đó. Trong cái quá trình mà yêu nhau, em có những cái kỷ niệm nào mà nó sâu đậm nhất với bạn Trang không? Cái này dành cho vợ em đi. Trang đi. Em thì em có một cái ấn tượng, một cái kỷ niệm đó nó làm cho em cảm thấy là anh này xác định là mình là người yêu nè. Ngày hôm đó là ảnh có một cái chuyến bay đi Hàn, thì đi Hàn thì thường là ngủ đêm ở bên đó, hôm sau mới về Việt Nam, thì bình thường là tụi em vẫn sẽ nhắn tin với nhau. Thì cái ngày hôm đó là em có hẹn đi xem phim với bé quản lý ở cửa hàng của em. Cái em lật đật đang nhắn tin nhưng mà em chưa trả lời, là em chưa nói đi đâu. Thì em đi với bé đó, em đi xong coi bộ phim hết 3 tiếng đồng hồ em đi ra, thì em nhìn thấy điện thoại là ủa em đâu rồi? Em làm gì vậy? Sao không trả lời anh? Em có bị sao không? Tức là hàng loạt những cái tin nhắn gọi là kiểu lo lắng. Dạ. Vừa mới mở điện thoại lên thì bạn thân của ảnh gọi cho em, hỏi là ủa Trang ơi em bị sao không? Sao Duy á nói với anh là không gọi được cho em, không biết em có bị gì không, kêu anh phải gọi cho em. Ủa em đâu bị gì đâu, tại em đi coi phim. Em không biết là Duy có nhớ hay không, nhưng mà đối với em á, nó là một cái để em ấn tượng là Duy thật sự là nghiêm túc trong cái mối quan hệ này. Nghiêm túc. Lúc đó là Duy suy nghĩ là Trang bị gì? Dạ em chỉ sợ là bạn bị xe cộ hay bị gì đấy thôi. Sau đó thì sao nào? Có gì đặc biệt xảy ra không? Mới đồng ý quen nhau chắc khoảng 10 ngày, 2 tuần gì đó, đang ngồi ăn, anh hỏi em là có ai quen nhau 1 tháng mà cưới không? Sau em chỉ có em cười thôi, em nói là nếu như mà có phim thì Em cũng chưa coi phim đó luôn. Xong có một cái ảnh úp sọt em. Tháng 10 là lần đầu tiên là tụi em gặp nhau. Sau gần 2 tháng thì ảnh cầu hôn em. 24 tháng 12 là Noel. Thì cái ngày đó là ảnh lại đi bay quốc tế. Ảnh đi bay nước ngoài. Thì ảnh không có ở Việt Nam để đón Noel với em. Lúc đó thì ảnh nói với em là thôi 23 mình đi ăn đi. Em chỉ nghĩ là đi ăn Noel bình thường thôi. Thì sau khi ăn cái buổi đó xong rồi cái Duy nói là Duy đi vệ sinh. Xong đi ra em thấy ôm nguyên một bó hoa to. Thì lúc đó em cũng bất ngờ. Tại vì anh này anh không có lãng mạn. Lúc đó là lần đầu tiên nhìn thấy Duy cầm hoa. Thì em nghĩ là kiểu là món quà bất ngờ cho cái dịp Noel thôi. Nhưng mà đến hồi em ôm bó hoa xong rồi Duy quay qua bạn kia, Duy kêu lấy cái hộp nhẫn, bắt đầu quỳ xuống, sau em tim bắt đầu rớt ra ngoài luôn. Có nghĩa là mới đó được có khoảng một tháng mấy, là Duy cầu hôn em rồi. Dạ. Rồi sau đó là tụi em bao nhiêu lâu tụi em mới làm đám cưới? Tụi em là khoảng 1 năm sau tụi em mới cưới. 1 năm sau. Nhưng mà sau cái cầu hôn đó rồi tụi em có gọi là sống thử với nhau không, hay là sống thử thì cũng không phải gọi là sống thử, nhưng mà thỉnh thoảng khi mà em đã thông báo với gia đình rồi thì thỉnh thoảng Trang cũng có qua nhà em. Nếu mà hôm nào phù hợp thì Trang vẫn có thể ở lại, còn nếu không thì em có thể đưa Trang về, tùy vào cái công việc, cái giờ giấc của em nữa. Rồi thôi bây giờ mình chuyển qua cái phần kia đi. Ở lâu ngày rồi cái xấu nó lồi ra nó nhiều dữ lắm. Thì không biết rằng là Duy có cái tật xấu gì không? Chồng em ngay từ đầu em quen là cái tật này em đã nhìn thấy rồi. Tức là trong công việc của ảnh là ảnh điều hành một cái chuyến bay, thì thành ra ảnh rất là nguyên tắc. Lúc nào ảnh cũng phải là cái gì nó cũng phải an toàn, cái gì nó cũng phải được đề cao. Thành ra nó ăn vào cái tính cách của ảnh. Thì ở nhà thì ảnh cũng sẽ kiểu hay nóng tính. Là do nóng tính là do yếu tố nghề nghiệp. Dạ. Nghĩa là mà thường cái nóng tính đó là nó xảy ra khi nào? Kiểu như đi ô tô, đi ngồi trong xe mà ở ngoài kia người ta đang chở con người ta mà ổng thấy là người ta chở không an toàn hay là người ta cọc. Đây anh cọc. Không, ví dụ như là em thấy chở bố thì chở mẹ sau rồi cho con ngồi lên một đùi xong ôm như vậy thì em thấy nó rất là nguy hiểm cho đứa bé. Tại sao có thể chở như vậy? Chỉ cần nó nhích một cái thôi là sẽ không biết chuyện gì xảy ra, nên là em ngồi như là cứ càm ràm như vô. Dạ đúng rồi, thì cái tâm lý mà ngồi mà ông kia không có nghe, đúng rồi, ông kia không có nghe mà bà này nghe hết. Dạ. Chị em thì em thích nghe nói nhỏ nhẹ, còn ảnh thì ảnh hơi lớn tiếng. Dạ. Rồi Duy, Trang có tật xấu gì không? Nói chút chưa cưới em cũng có nói rồi, mà cưới về cũng vậy. Tại vì lịch bay của em á, nó đâu phải giống như người ta là cứ 8 giờ sáng 5 giờ chiều về, ngày nào vậy, không có. Mỗi ngày nó sẽ khác nhau. Hôm nay về ở anh của chồng, em mai chồng bay đâu vậy? Tối mai đi Nhật. Trừ những trường hợp đặc biệt, đến 99% trong cuộc đời em đi Nhật nó là 12 giờ đêm. Bay đi thì nói tối mai đi Nhật rồi, ok, xong rồi khoảng mấy tiếng sau hoặc làm gì đó về, ủa mai mấy giờ chồng đi bay vậy? Hỏi lại. Xong rồi sau là buổi tối chồng đi Nhật, đi Hàn vậy. Tức là thật ra thì em hiểu là cũng muốn quan tâm, nhưng mà em nhiều khi em cũng bực, em đều đi bay. Thì đó lúc đó là em nóng tính, là cọc đi bay đâu cũng vậy hết á. Không hỏi thì thôi, không sao hết. Không thể nhớ được thì thôi đừng hỏi. Đúng rồi, nếu không nhớ được thì đừng hỏi. Nhưng mà hỏi có câu hoài, hỏi nha. Đi bay về cái hỏi đâu bay về, thì đi bay về chứ đi đâu. Tại người ta ghen hả em? Có ghen không? Dạ, ghen thì phụ nữ nào không ghen anh. Cái mức độ ghen như thế nào? Thời Covid nè, em hỏi đi vùng xanh, vùng đỏ hay là vùng cam? Cấp độ mấy? Vợ em mà chắc nằm ở giữa đó. Vùng cam, cái gì cũng được. Chừng nào vùng đỏ em mới sợ. Ghen nhưng mà có kiểm soát những cái gì nó thuộc về riêng tư của em không? Điện thoại rồi này kia của em. Điện thoại em để đó, password này kia biết hết mà, không vấn đề gì. Chắc có lẽ là có chồng phi công cho nên cái chuyện ghen là chồng phi công mà lại đẹp trai. Đúng. Bữa nay em nói cho anh nghe đi là em có ghen đó. Dạ có. Có kiểm điện thoại không? Dạ có. Kiểm tra Facebook không? Có xóa kết bạn của các cô gái lạ không? Có. Vậy là đỏ hay cam? Chà, nó giữa cam và mém đỏ. Này chị nghĩa cam đậm á. Như vậy là ghen nè, hay quên nè, còn gì nữa không nè? Nếu để đánh giá thì em nghĩ và em thuộc vào tiếp người gọi nghề xã hội, có công việc business riêng nên đôi lúc là cũng phải đi ra ngoài gặp gỡ các đối tác rồi bạn bè rồi mối quan hệ riêng. Tại vì cái đó em nghĩ là với em thì em không thành vấn đề đâu, nhưng mà đôi lúc thì có con nhỏ nên thành ra là em muốn là vợ em ở nhà nhiều hơn thôi, để cho con có thêm thời gian với con. Đó là mong muốn thay đổi đó phải không? Đó là vợ ở nhà nhiều hơn, Vậy giờ em mong Duy thay đổi gì? Chồng em, ảnh chu toàn hơn em nhiều thứ lắm. Thì chỉ có mỗi cái sự nóng tính của ảnh. Đôi khi, nhiều khi ở ngoài em đang đi làm và em rất là mệt, nhưng mà về nhà em vẫn muốn giữ cái không khí gia đình của mình nó vui vẻ. Mình không muốn đem cái sự mệt ở ngoài về nhà. Có những cái mà kiểu ảnh cũng không vui, bớt cái sự nóng nảy lại thì gia đình mình nó sẽ vui hơn. Thực ra em biết không, tâm lý của cả hai người giống nhau. Là khi mình về nhà, mình sống thật, mình về đúng cái nơi tổ ấm của mình mới dám xả, mình mới dám mình là con người thật của mình. Nhưng mà ngược lại cái người phụ nữ á, bao nhiêu thứ dồn nén ở ngoài xã hội rồi, nhưng khi về nhà giống như vợ em chia sẻ, bạn vẫn tiếp tục phải dồn nén để chi bạn tạo một cái không khí đầm ấm ngọt ngào trong cái tổ ấm của mình. Cho nên đôi khi khi mà không có sự cộng hưởng giữa hai người á, thì bạn dễ bị tủi thân, cạn lòng dữ lắm, nhiều khi khóc thầm nữa. Thì thành ra là chị nghĩ rằng á, khi em về em bực á, em cứ nói với vợ, hôm nay anh bực quá trong cái chuyến bay ABCD vậy đó, em đừng có để ý nha, anh làm gì kệ anh. Nhưng mà đó không phải là cái bực trong gia đình. Thì chị chỉ nghĩ tụi em chỉ cần trao đổi cái chuyện đó thôi. Rồi, xin cảm ơn Trang với Duy đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ vâng. Sở có đồng ý làm vợ không Sở không? Bỏ qua tất cả làm vợ ông xã nha. Cho ông xã thêm một lần nữa cơ hội để chăm sóc bà xã với gia đình nha. Ôi ơi, hai vợ chồng mạnh mẽ quá, tính quá luôn. Trời đất, nghe nè em trai, em đeo con vậy rồi đi tới đi lui rồi cái tay nó có nặng không vậy? Cũng hơi hơi anh. Ăn uống nó có ảnh hưởng không? Nhai nó có bị, lâu lâu nó có bị cấn vô cái răng của mình không? Dạ cũng em quen rồi, chỉ có điều là ăn gà mà xé thịt ra thì nó hơi khó thôi. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, nhưng mọi người thường gọi nickname của em là Triệu Bo ạ. Dạ, năm nay em 32 tuổi. Em buôn bán kinh doanh về phụ kiện thời trang, với lại xỏ khuyên, bơ sinh á. Bây giờ là giới trẻ làm nhiều á. Dạ. Cái lỗ tai em như là xỏ hết luôn phải không? Dạ chưa, vẫn còn. Thường người ta là triệu view, triệu like, thế anh đây là Triệu Bo. Dạ, thật là tên Bo, tên mẹ của em. Hồi nhỏ thì thường thường người ta hay gọi em là Bo con á, là con của mẹ, nên giờ lớn là vẫn là tên Bo luôn. Nhưng mà tại sao lại bỏ chữ Triệu vô? Dạ, họ của ông ngoại em. Có ý tức là ý. Triệu là của ông ngoại, còn Bo là của mẹ. Đó, cho nên Triệu là nickname là Triệu Bo chứ không phải là Bo Triệu. Hiểu không? Đó. Rồi bây giờ mời Triệu chồng. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Thì em tên là Phương Róc, và tên thiệt của em là Nguyễn Thành Phương. Em 32 tuổi. Thì em đang làm xong nghệ thuật cùng với lại bà xã em. Ôi ôi chị ơi, coi nghe cái nickname là Phương Róc như vậy là chắc chắn đây đã từng tham gia trong một cái chương trình nhạc rock hoặc trong một nhóm nhạc rock gì đúng không? Đầu rock đi em. Dạ em thì tên em Phương Róc thôi chứ em chơi bolero anh ơi. Bây giờ người ta làm tattoo, phong cách của người ta như vậy đúng không? Mà sao thì... nó bolero quá vậy? Thì kệ chứ trời ơi. Hát thử câu đi. Dạ. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi tiếng yêu đương sao không thành câu. Dạ, cái đó là phải bolero không? Dạ. Cái đó nhạc hoa mà. Rồi sao hai đứa gặp được nhau? Chắc đi xăm gặp nhau quá đúng không? Dạ, vợ chồng em mà quen nhau lâu rồi, từ còn thời đi học á. Vậy đó hả? Là lúc đó là chưa có một cái gì trên người. Dạ chưa có gì hết. Tượng đầu tiên của các em gặp nhau là cái gì? Cái tượng đầu tiên là lúc mà đi học về, bạn em chở em trước cổng trường á, đang chờ mang bạn về chung. Thì tự nhiên sau lưng em vỗ cái bóp cái ai trời. Cái vừa quay qua cái là thấy bả. Cái bả làm là sao vậy? Lộn người. Bả nhìn em bả tưởng đâu là bạn bả. Giả lộn người đó. Giả lộn lúc đó bả đem đi với bồ bả nữa. Rồi xong rồi em có này rồi. Trời nhỏ nào cũng dễ thương của người ta. Thì sau mấy ngày đó lại bắt đầu mới để ý bả. Mà bả lúc đó bả cũng đặc biệt lắm anh. Khi mà đi học á là lúc nào cũng đeo cái lắc chân mà len keng vậy đó. Khi mà em vô lại cái lớp em là ngồi gần ngay phòng giám thị. Còn vợ em là lúc đó là đi học luôn đi trễ. Mỗi lần mà bả vô là cái trường im re nghe len keng rồi xong nhìn ra cửa là biết bả vô. Hiểu mà. Nhưng mà sao đi trễ quý vị? Do làm điệu quá đúng không? Dạ đúng rồi, do hơi điệu. Trường học mặc áo dài không mà, từ thứ hai cho tới thứ bảy luôn. Mỗi ngày một bộ, mỗi ngày một kiểu tóc, mỗi ngày một đôi dài. Quá điệu, trễ chứ một. Ở nhà là lúc ấy mẹ sửa soạn cho hay tự em? Dạ tự. Điệu mày ngọt mà dẻo lắm. Nhưng mà đến lúc nào thì em mới biết chồng em để ý mình? Bạn em sinh số thì em mới biết. Đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là thích nhau. Cũng dài lắm mới thích nhau, mấy tháng lận. Ngày xưa thì đâu có số điện thoại di động đâu, ngày xưa xin hồi bàn. Phương xin bạn em mà em không có cho, rồi xin phải hai người luôn á. Rồi không biết sao tiện hôm đó vui bụng gì á, cái cho số điện thoại mà cho số hồi bàn. Rồi Phương gọi lên tổng đài, Phương dò kiếm địa chỉ nhà. Sau này mới mua di động rồi mới điện ra, mới nhắn tin làm quen cái kiểu rồi. Nhưng mà lúc đó là cô này là của con người chở đi. Dạ lúc đó là em cũng chỉ muốn làm bạn nói chuyện tâm sự, nói chuyện chơi thôi anh. Thế đó là cái bạn đó với lại vợ em thì mới có mâu thuẫn hay gì đó thì mới không quen nữa, không chở đi học nữa. Thì lúc đó em mới bay vô an ủi cái kiểu rồi. Đến khi nào thì em mới có cảm tình với Phương? À, hình như là em nhớ là hình như cũng phải 3-4 tháng sau á, lúc đó vẫn học 11. Phương, rồi khi nào thì em mới tới nhà của Bo? Cái đó chắc là cái bữa mà đám cưới của anh vợ em. Ở nhà mới sửa sang nhà cửa lại cho chuẩn bị đám cưới thì lúc đó em mới qua em phụ sơn cửa sơn nhà đồ. Mà lúc đó là hai đứa đã chính thức yêu nhau rồi đó phải không? Dạ, yêu nhau được 5 năm luôn. Có nghĩa là 5 năm sau em mới tới nhà. Em chỉ đứng xa nhà thôi mà gần lại chút. Cái gần cái đứng trước cửa nhà vậy thôi chứ chưa vô nhà. Chưa bao giờ vô nhà hết. Khi mà làm mệt quá rồi đó. Đang làm cái mệt cái em cũng quên cái cởi áo qua cái ông già vợ vô, ông già vô ông thấy mới trời mày xong nhiều quá mày. Vợ em thì đó giờ giấu đâu có biết đâu. Xong bữa đầu là lúc đó là quýnh quán rồi mà ông cũng nói mấy câu đó thì nó nhìn nó đàng hoàng nhưng mà xong thấy nhìn thấy ghê quá. Thì ơi cái gì mình bận áo rồi vô cái đừng có để nó công tay đánh giá và lúc đó nó còn khó khăn vậy. Đúng rồi. Thì lúc đó thì em nói như thế nào với gia đình? Dạ thì nói là tại vì là chỉ là sở thích thôi chứ thật sự không có quậy phá gì hết. Ông này ông mê xăm từ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Thì ngoài cái mê xăm ra đó, thường á những cái tay mà thích xăm á là thích có thêm những sở thích khác. Ví dụ như xe cộ nè, thích mô tô. Xăm thì là phải đi xe đổ đó, xe mà ngầu á. Anh ấy có mê xe đổ? Dạ có, thích đi đổ xe, ngày xưa đi xe quay bô đam nẹt ịn đầy đường vậy đó. Hồi nhỏ lúc mà em tuổi cũng 13-14 tuổi. Xong cái lúc đó là ở nhà mới đòi ba em là mua chiếc xe về. Đó, mua chiếc xe về xong cái bắt đầu đi chơi với cái kiểu. Rồi ổng mới giúp nhà cũng khó khăn cho nên ổng cũng bấm bụng mua cho em chiếc quay về. Mua về là em vừa mua về là em quậy banh tơ lông nó liền. Tháo ra sơn màu khác rồi bắt đầu độ lên hồi xưa cam xăng nồi vinh lớn gì đó. Bô đam vậy đó, trời em độ lên em chạy. Thời gian đó sau này cái quen bả. Cũng lấy cái xe đó chở với đi chơi mà xưa mà mấy chiếc xe chạy vậy là gọi là ngầu rồi. Chạy cái mặt là ngầu rồi. Cái bữa đó đi sinh nhật bạn em, cái cũng có hơi men, cũng xỉn. Cái đang chạy về, có hai thằng kia đi chiếc xe khác tấp vô đầu xe em nẹt vô em. Trời mày nẹt tao hả? Chạy. Rồi hai người mới chạy đua luôn. Đua thì qua tới ngay cầu Nhị Thiên Đường. Thì vừa qua gấp cầu ở đó thì thường em chạy quán tính em là tới giữa chân cầu là em quẹo vô Phạm Thế Hiển. Tại nhà vợ em trỏng. Thì bữa đó là vừa qua tới chân cầu là em vừa qua đó luôn rồi. Cái em ôm cua luôn. Là lúc đó tốc độ cũng khoảng 90 á. Em ôm vô luôn mà thắng đâu được nữa đâu, hết thắng được rồi. Rồi em mới vợ em mới bay từ trên cầu bay xuống cầm cầu luôn. Trời ơi. Là cái xe là hai vợ chồng em là bay ra cái là cái xe văng xuống từ trên cầu xuống cầm cầu. Còn hai chồng em nó văng vô cái nóc nhà người ta. Trời mới rớt xuống. Trời ơi trời. Giống như là ông bà Táo dán trần vậy một cái ấm. Trời đất ơi. Rồi xong mình ngồi vừa cái xe lúc cái ấm cái nữa. Trời nhìn vừa nhìn cái xe nó trời chết rồi. Tiền đâu sửa nữa. Trời ơi, lo cho tấm mạng trời ơi trời. Cái vừa quay qua vợ em cái trời nguyên cái kính chiếu hậu cắm thẳng đầu quá luôn. Trời ơi cái gì vậy trời. Cái em quơ kìa nè, vừa quơ qua một cái rớt xuống hên là dính vô tóc thôi chứ không bị gì hết. Trời ơi má ơi nó kể mà nghe nhột. Kể mà nghe nhột ngạt. Cái xe làm sao còn xài được không? Xe bán luôn rồi chị. Thấy chưa, bán luôn, tôi bán đi. Thấy ghê quá. Chắc cái số cao lắm. Ủa nhưng mà là có một cái động cơ gì đó mà khiến cho hai đứa cưới nhau không? Dạ tại vì ba Phương bị bệnh. Dạ rồi ba Phương sợ là sau này không có cưới được nên ba kêu Phương cưới. Rồi xong em mới qua em nói bả là thôi đừng đám cưới nha. Em chưa đồng ý luôn anh. Xong rồi dắt ba má qua hỏi ba má em luôn á. Sau đó là em mê cái nghề của chồng luôn. Dạ đúng rồi, em thì không có thích xăm nhiều đâu nhưng mà tại vì do làm nghề á nên xăm từ từ mới thích chứ thật sự ngày xưa chưa có thích đâu. Ở được mấy năm, 1-2 năm á là chuẩn bị muốn có đỡ năm sau là tính có em bé rồi tại vì chung tuổi cũng rắn luôn. Chuẩn bị cái em bé bắt đầu mấy thằng em á nó mới về nó anh hai ơi nói gì không bộ em có bầu rồi nói trời xong rồi thôi được rồi để thôi hai chồng nó bàn lại là thôi tạm gác cái chuyện con bằng bên để lo cho em mình lấy vợ trước. Tại vì lúc đó là ba mất rồi, thì ở nhà chỉ có má em với lại em thôi. Dạ, dừng lại hết, cái dự tính là dừng lại hết. Thế là mua nhà cho nó ở riêgen luôn. Là tại vì sợ nó mất công chị dâu em chồng ở chung nhau gây lộn cái kiểu mình không thích, cho nên thôi mua nhà ở riêng luôn đi. Xong rồi bắt đầu mấy năm sau nữa, bắt đầu tới năm 27 là mới muốn có con, thì em mới đi khám. Bác sĩ Đông Tây Y, bác sĩ mới nói là thôi bây giờ là bị tinh trùng nó không có đầu. Cho nên nó rất là khó có con. Thì bắt đầu mới đi bóc thuốc nam, thuốc bắc uống. Uống được hết năm 2017 á, nó cũng không có luôn. Xong rồi em mới nản, thiệt là nản luôn. Nản quá rồi mới 2018 là nhậu nguyên năm. Xong rồi lúc đó là vợ em á mới buồn, kêu em bỏ nhậu. Nói em không có bỏ nhậu được, xong cái buồn quá, giận em bỏ đi Đà Lạt chơi mình. Còn em cũng giận em bỏ đi luôn. Em bỏ đi về Nha Trang luôn. Nhậu đã, nhậu cho đã. Xong rồi bắt đầu hai chồng là mới gây lộn quá trời. Cái bác vợ mới kêu thôi bây giờ xuống nói chuyện đi. Xuống về Đà Lạt nói chuyện xong rồi bắt đầu mới thôi giờ quề mình làm quề đi. Rồi xong rồi có gì bỏ qua hết. Lúc đó là vừa đi Đà Lạt về á, là em chưa biết gì hết á. 2 tháng sau á, vợ em mới rủ em qua cái quán cà phê mà lần đầu tiên em với vợ em quen nhau uống á. Đi uống nước không? Ừ, đi uống nước. Nhưng xong mà xui đóng cửa. Tối hai đứa mới chạy ra ngoài đó. Xui bữa đó đi trễ quá, nó đóng cửa lại. Cái hồi ngồi trước cửa luôn, ngồi trước cửa quán đó rồi uống nước. Nó có gì vậy? Nó có quà tặng cho ông xã nè. Thế nó quà gì? Cái em lấy ra cái hộp, cái mở qua cái là mấy cái hình của em với vợ em chụp đó giờ, từ lúc mà 2007 quen nhau tới bây giờ. Trời ơi, lúc mình lật mình đọc nhìn xong cái hình cuối cùng đó, là cái que thử thai. Dạ, nó hai dập. Rồi lúc đó là cái này mình rút quen là nó xỉu. Dạ, nó cực kỳ hạnh phúc luôn. Lúc đó em tự nhìn vô cái em khóc luôn. Em nhìn như vợ em cái em cũng khóc luôn. Hai đứa ôm nhau khóc quá trời khóc luôn. Ôi mà cái bà này bà cũng răng mương, bà làm những cái chuyện mà làm cho người ta bị gọi là bị cái cảm xúc nó vỡ luôn á ha. Còn em lúc mà em thử cái que đó, cái lúc đó em sao? Em nhớ là em mua chắc phải 10 que á. Tại vì em không có tin á, ủa làm sao mà em có bầu được. Em nghĩ vậy á. Em mua từ que bình thường có 10 mấy ngàn, em mua tới que 20-30 ngàn, cái em mua que 200 mấy, mua 300 mấy luôn. Cuối cùng vẫn là hai dập. Dạ vẫn là hai dập. Anh nghe em kể và em nói về cái cảm xúc của em lúc đó, anh cũng xúc động. Bây giờ mình sẽ cho tụi nó vỡ mộng. Đúng rồi. Vậy thì những cái tật xấu của Phương này nó nhiều không? Nhiều lắm. Tật xấu mà xấu nhất của Phương luôn là nhậu. Nhưng mà nhậu vô về có hành vợ, hành con hay là thay đổi bản tính không? Ngày xưa thì không ở chung thì không biết. Còn sau này ở chung rồi là thôi đừng nói. Nhậu tới không biết chơi chăn gì hết. Về nằm lăn giữa nhà ngủ. Mà trong thời gian đi nhậu là em nhắn tin kêu đi về. Là về ok, dắt xe nè. Dắt xe 3 tiếng sau cũng chưa thấy dắt về nữa. Mà em la ổng trong lúc ổng nhậu có khi nào ổng bực ổng lớn tiếng lại không? Anh thì cũng cự qua cự lại miết á. Ở dơ. Em có 2 cái shop đồ, một cái shop xăm, một shop bán đồ. Mà dớ của ông quăng từ ngoài cửa quăng cho tới toilet luôn cũng còn quăng nữa. Lúc mà anh cứ bước vô là chỗ nào cũng có một chiếc dớ, khóc đời luôn. Dớ lẻ đó phải không? Dạ đúng, mà còn chiếc nó không biết đâu nữa. Hồi ngày xưa quen nhau lãng mạn lắm, còn cưới nhau về lãng xẹt á. Thường mà người mà làm nhiều quá vô tâm lắm. Có tặng quà không? Không, nhắc mới tặng. Không phải tiền đâu tặng, em gom hết rồi. Ê Phương, rồi mỗi lần mà mình mua quà mình tặng bả thì bả sẽ hỏi mình một câu là tiền ở đâu đúng không? Dạ. Quỷ đen á anh, tôi có gọi là quỷ đen á. Có hút thuốc không? Trời ơi, hút thuốc thì đừng nói. Nhà em thì học trò em nhiều lắm. Ổng hút thuốc ổng quăng, em không cho hút nhà. Nên đâm ra ổng hút em sẽ giục ra trước cửa. Mà ổng hút vậy thì học trò em có con trai không mà. Rồi cũng giục theo. Tới chiều tối anh mà gom chắc 4 gói có luôn á. Để em chửi em quét xong rồi em vô em chửi từ thầy tới trò luôn. Thầy và học trò cùng hút. Trời ơi nó hút. Rồi bây giờ tới phiên Phương đó. Em thấy nó hoàn hảo hết đó, nhưng mà được cái là bây giờ còn nóng tính anh. Hồi xưa thì hiền lắm, bây giờ càng lúc càng ngày càng nóng tính. Bản chất nó chị đại mà. Mà mỗi lần cãi vã với em thì to tiếng hơn em hay là em ác tiếng cổ? Dạ em to tiếng hơn chứ em thua. Thế nào cãi thắng thế nào? Bình trung bình 10 trận thì em thắng. Em thắng hết luôn, 10 trên 10 luôn hả? Dạ 10 trên 10. Anh hỏi thiệt nghe, có khi nào Phương động tay động chân với em không? Dạ không, chỉ có em thôi. Nói là đàn ông khổ lắm anh ơi. Nãy nó hầm hốt đi thôi, nó vẫn dưới cơ đúng không? Tại vì trong Phương thì chỉ đi làm thôi, còn em là ở nhà quán xuyến hết mà. Phương hay bị chửi lắm. À em chửi Phương mà. Vậy hả? Vậy mà tự biết luôn á. Vậy giờ Phương mong vợ thay đổi cái gì? Em chỉ muốn vợ em là bớt nóng tính lại thôi. Nếu mà vợ em nóng vậy, em nóng lên luôn theo vậy nữa thì hạnh phúc nó, dạ, hạnh phúc nó lại nứt hơn, nhiều hơn nữa thì thường là Phương đi nhậu về. Đó, anh biết chưa? Đó. Có nghĩa là nó không nghe nên nó mới lầu bầu hoài. Bây giờ hai đứa tương tác đi, dạ, bớt nhậu lại đi, bên đây tự đột nhiên người ta bớt vậy nóng à. Anh nói em cái lúc mà anh mà có đứa đầu tiên rồi anh mừng vô cùng luôn. Và để có kế hoạch thêm đứa thứ hai, anh đã phải bỏ hết tất cả mọi thứ, không cà phê, không thuốc lá luôn mút rồi, không cà phê, không bia. Hoặc là em có một cái điều gì muốn nói với vợ và vợ có điều gì muốn nói với chồng. Đó. Đây là cái dịp để cho các em có thể bày tỏ cái tình cảm của mình với người bạn đời của mình. Em quay mặt đi đi để cho các em tự nói chuyện với nhau. Nói đi sân khấu các em. Nhưng cái dịp có chương trình Vợ Chồng Son á, thì bà xã mong á, là ông xã luôn phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đừng có nói nữa mà phải làm. Mà làm là phải có tâm một chút. Làm thôi mà giống như là chỉ giận hờn cái làm lành được vài bữa rồi thôi. Chỉ muốn là dành thời gian nhiều thôi. Vì ông xã lúc nào cũng bạn bè là đầu số 1. Số 2 là chỉ có gia đình lớn của ông xã rồi. Còn mình là một cái gia đình nhỏ. Cái gia đình lớn thì chắc chắn mình phải quan tâm, mình phải lo rồi. Nhưng mà vợ mình với con mình sẽ giống như là cái suốt của cuộc đời. Thì nói chung là ông xã sẽ cố gắng để cho tất cả mọi thứ nó đều dung hòa để nhau hết. Rồi gia đình nhỏ của mình, hai chồng mình với con mình thì mình cũng đã nói hết rồi, mình cũng đã cố gắng, mình đang làm thực hiện theo những cái mà hai chồng em muốn. Thì em sẽ hứa, em sẽ sau này em sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, dành nhiều hơn cho bà xã với vậy con mình. Ông xã nó là 14 năm qua chưa bao giờ mà ông xã có được một cái lời cầu hôn dạng là nó là đàng hoàng với bà xã. Cưới nhau cũng là ba bệnh mới cưới, cũng là này kia mới cưới. Nhân dịp này ông xã muốn nếu mà cho bà xã chọn lại một lần nữa, bà xã có đồng ý làm vợ ông xã không? Bỏ qua tất cả làm vợ ông xã nha, cho bà xã thêm một lần nữa cơ hội để chăm sóc bà xã gia đình nha. Đồng ý. Đeo đi, ông xã đeo cho bà xã đi. Trời đất ơi, nó nổi bật luôn vậy đó. Trời. Ôi, ngọc thiệt á. Tin không? 2 tuần nữa hoặc 3 tuần nữa thử dính nữa, dính thằng trai nữa. Cái quan trọng là sau ngày hôm nay tất cả mọi thứ sẽ được dung hòa. Đúng rồi, bạn bè đưa xuống số 3 nha Phương nha. Nếu có tin vui gì nhớ báo cho chị Vân và anh Thuận biết nữa nghe. Hai đứa nha. Em mời luôn, mời lúc này tháng luôn. Rồi, xin chào. Quốc Thuận đã từng đến Gõ Cửa Thăm Nhà rồi. Một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu em là Tô Đình Khánh, em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương, em năm nay 26 tuổi, em quê ở Bình Định ạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. Lấy chồng xong rồi theo chồng nó đúng không? Dạ. Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Đó. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn nha. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Thì em gặp vợ em năm 2022 á, đầu năm tháng 3 mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022. 2022 là mới đây ha. Dạ. Thì vợ em mới lúc đó là em cùng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau, thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn viết rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi, nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật, thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò, vợ em ấy tò mò là sao anh này không có chân, vậy sao anh có thể sống được? Lý do gì mà em lại viết thư cho anh? Dạ, thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh, em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn. Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân. Em chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đang về chàng trai đó. Và lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm, khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi. Thì em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của ảnh. Vậy đó hả? Dạ, 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh, viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho anh được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho anh được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em không biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu phải kiếm cho mình được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện anh lên, lại hiện cái nick Facebook của ảnh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sau cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn mình nhắn quên được ha. Dạ, ví dụ mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì là gặp lại anh sau nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Lúc đó Khánh sao? Khánh xúc động lúc đó với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ, bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ, họ nhìn thấy cái nghị lực của em á, thì họ sẽ cần đến em, đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng check, thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em, thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ, thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài, thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019 nhưng là do một lần tình cờ mà rửa chén xong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh á. Thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy, thì mình thấy là ồ, mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời, rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại, thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em, bạn ở bên Nhật như nào. Rồi mình cũng lúc đó em chưa biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì đó. Thì đầu tiên là cảm ơn, rồi xong mình hỏi đó, thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ở xa là đâu em, thì bạn bảo là em ở Nhật Bản đó. Thì em bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Tháng 5 là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam, sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau á. Thì em nói là bây giờ em cứ về đi, nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ với vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em, để là mình không muốn, thực sự lúc đó em trải qua những cái mà cuộc tình trước rồi ấy. Em không muốn đau thêm một lần rồi, em không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể là sẽ tốt hơn. Sao Thương? Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Thì em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy ấy. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói. Mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen? Thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thì mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là con gái mẹ không đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ, có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi, em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ, thì hôm đó em đưa ra làm sao? Mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó làm sao? Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ. Thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó, cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại lo lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùm phùm đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em cảm thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó, thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, mình tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt cái mặt chồng em, xong em cảm thấy mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền, đúng không? Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết, chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, và gia đình của mình đón trở về á. Em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà Thương, lúc đó Thương xuống sân bay, em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm, vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số phận sắp đặt hết rồi. Sau cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên luôn đó, đúng không ạ? Mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu, thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Đó, về gặp mẹ xong rồi 1 tuần sau rồi quay trở lại vô với em. Là ở nhà em luôn? Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói là thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Đó, em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương, có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó, kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách để là nhân viên. Và có nghĩa là tụi em sống, bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của Khánh á, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Dạ, đúng là 1 tháng. Đến tháng 8. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đúng rồi. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa, thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó. Thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó, thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em cũng muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Đó, vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa nó cũng có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu của nhau. Tật xấu đi chị ơi, nó tật xấu đó. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng, là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá vết thương nó sẽ bị đau, thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá, nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Kiểu chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng, rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn, kiểu giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đói thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xuyến người kia, anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm sao anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Rồi chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ trứng lúc chưa men ghê lắm, nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong thế rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy cái chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi, anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được, chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi, anh không thể trường đi nữa được rồi, em có thể giúp anh được không, là anh ở giờ anh nằm lại luôn, em chịu không được, em chịu em không có chịu thôi. Em bắt buộc vậy đi lấy canh lau cho chồng em rồi cho anh thoải mái hơn. Rồi lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi, rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải tính đúng mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều, bỏ buồn bản thân mình. Lúc mà có em về là vợ, xong rồi bây giờ có cơ duyên có con, anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà cùng lúc vết thương bị đau bảo anh nghỉ thì anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ là chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nữa. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng, em không phải là muốn cho Mỹ mình nuôi thật nhiều tiền, Mỹ thật nhiều cố hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Cưng dễ sợ. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì đó, người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi, đúng không? Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà. Nhưng mà hiện tại cái đó là cái chỗ mà mình làm việc không? Bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Có nghĩa em bây giờ mà làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua tầm 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ em với vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó, mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, em có làm nhưng mà Ví dụ giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream núi, livestream một cả ngày cả đêm, chỉ như làm một cái đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Còn hôm nào ảnh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em sót á. Dạ, vợ em sót á. Thà ví dụ em nói thì vợ nó sẽ không lo nhiều, còn này là cứ em không nói, em chịu đựng á. Dạ. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người khác lo lắng và buồn á. Mình giống như một cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta, cuối cùng là để người ta lo lại cho mình. Bây giờ tới Khánh đi. Tới Khánh đi. Vợ Khánh có đi. Gì xấu không? Đó. Vợ em á. Thực ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình không đẹp có quá luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi ráng đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái tật xấu của vợ nó với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm rồi lại không có đúng giờ. Kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi, vẫn chưa xuất hiện. Em nói là thầy ơi, hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này, nhưng mà 6 giờ vẫn đang ngồi bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì gọi là sự chuẩn bị luôn đấy. Đấy, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ, thì em thấy là chưa. Cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ đó chứ bởi vì hay trọng này đặt đề hoài à, hình như nó có con trình này sao ấy là cái phần đã nhất luôn á. Mà nó nghe là cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi, em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô live của mình thì có hợp không? Có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen cái việc mà livestream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay, hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Dạ, rất hay khóc nhè. Chịu không nổi, đọc không chịu nổi những cái comment nữa chê. Dạ, là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên, khóc trên livestream rồi đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Nhưng mà giờ sao luôn? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực bên về mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ, đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu. Tự nhiên bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn. Vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn. Thấy anh đi làm một mình, thấy em buồn, anh buồn, em không muốn ở nhà một mình. Vậy cứ mệt cũng vẫn cứ đi theo vậy. Với lại chị em... 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi khỏe bản nữa đó. Nhưng mà kiểu như là livestream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. Cứ bắt buộc nặng nặc là phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á, lo cho em. Ở nhà mà còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thực sự mà nói luôn á. Hoàng tử gặp công chúa đó như cổ tích á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị biết là mong tụi em á giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, sức khỏe bình an, rồi mẹ tròn con vuông. Đã biết trai hay gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Yeah. Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó ha. 10 dạ, điểm. Em chúc cho nó luôn. Năm sau chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi hay là thôi để nữa đi, em chúc online tụi nó. Xanh đi rồi bắt đầu mình chúc. Đó, đúng không? Nghe. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Dạ.